Chào tất cả anh chị em Loạn Thành Chiến. Mùa Tết năm nay anh em có vui vẻ không? Nay Bá Đạo CCVN dành làm clip cho anh em nè. Trước khi xem clip anh em nhớ ấn đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về game nhé. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm nhiệm vụ đổi talent kỹ năng. Đối với anh em nạp nhiều, có nhiều thẻ đổi kỹ năng, anh em rất vất vả khi tham gia sự kiện này vì phải chờ lâu. Mình sẽ chỉ cho anh em biết một mẹo nhỏ để anh em đổi kỹ năng nhanh hơn gấp 3 lần so với bình thường. Anh em làm như sau, vào mục quay kỹ năng, chọn quay nhanh. Chọn kỹ năng anh em muốn quay, rồi ấn bắt đầu. Tiếp theo anh em ấn dừng và quay tiếp liên tục 4 đến 5 lần. Sau đó bỏ ra là được. Game sẽ tự đổi kỹ năng nhanh hơn 3 lần cho anh em. Ngoài ra anh em muốn nhanh hơn thì có thể sử dụng một số ứng dụng autoclick. Với cách này anh em sẽ không phải tốn thời gian ngồi chờ nữa. Bá Đạo CCVN chúc anh em chơi game vui vẻ và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.